Rồi để tiếp tục cái video đang bán em nay thì gửi cô chú chị ảnh của lô đực 3B ha. Đó thì trong đây thì có lô đực 3 con là cô chú chị. Đó lô đực 3 con ha. Thì nói chung thì mấy con này thì ngày tháng nó thì cũng ngang ngang nhau cô chú chị. Đó ngày tháng của nó thì tầm khoảng 7 tháng. Đó thì nói chung thì có con cũng 6 tháng mấy gần 7 tháng cô chú chị. Đó có con thì 7 tháng ha. Thì nói chung thì đó cái lô này thì nói chung thì chân móng xương sóc thì rất to. Đó không ổ xe là xuống đúng ruột gì. Đó thì cái lô đực này thì chủ nhà bán giá là 47 triệu. Đó 47 triệu cho ba con đực này nè cô chú chị. Đó 47 triệu là bao ship em thì tính ra mới có 15 mấy con rồi cô chú chị. Đó có 15 triệu mấy trăm con à, chưa được 16 triệu ha. Đó nhưng mà nói chung thì ba con này thì đích nở dài nở. Đó xương móng xương sóc rất to cô chú chị. Đó đích nở dài nở ha, thì chiều cao của nó thì cũng ngang ngang nhau cô chú chị. Nó dao động khoảng 1m10, có con thì 1m10, coi như con này nè là 1m11, 12 bò. Đó 12, 1, 12 có hơn nữa cô chú chị, nhưng con này nói chung thì nó có mới nhỏ nha, còi dù dày đó nha, nhỏ mà nó quằn quá cô chú chị. Đó nhưng mà dài đích nó thì nó khỏi nói đi, dài là bao cho bà con mình dài đôi luôn nè. Đó dài đôi nè. Đó còn cái còn hai con này thì hai con này thì chiều cao của nó thì dao động khoảng 1m10, con thì 1m14 bò. Đó 14 15 có cô chú chị, con thì 13 14 ha. Đó nhưng con nào con nấy em nói tướng ta cấp mình thì rất hay bò luôn cô chú chị. Đó đích nở dài nở không, mặt là bốn con này thì F1 không, ý ba con bò này thì F1 không nghe cô chú chị. Đó ba con là F1 ha, mặt mày tướng ta dáng dốc cấp mình là xương sóc rất to luôn á. Thì bao bú giò bú cẳng thùng rúng đồng ruột cho bà con mình. Đây, đích con nào con nấy cái dàn đích nè cô chú chị. Dài là nó dài đôi không á. Đó, dài nè, cô chú chị coi dần dài là dài là dài đôi không nè. Mỹ. Đó, dài là dài đôi nè cô chú chị thấy không? Tướng ta cấp mình nè. Đó mặt mày nè. Đây, dần dài nè, dài là dài đôi không nè cô chú chị. Đó mặt mày nè, bốn con này là F1 không á. Đây, tướng ta cấp mình con này nó quằn nó quậy nó hết biết được mới vô dây nè. Ai sân nữa ta. Đó, lột tóc lòng mà cô chú chị. Em nói nó mới vô dây á. Đây dây nè. Đó. Con này nhìn thiên 1m13 14 nữa, nhưng mà nó đứng nó chặn dây vậy nè. Nên đo nó cũng không chính xác nữa cô chú chị. Đây chân móng nè. Đó, con này thì ấy, nhưng con này cấp mình thì rất hay bò luôn cô chú chị. Đích nở dây nở ha. Nhìn đích. Đây, nhìn đích của nó nè. Đó, dàn đít nè, dàn dai nè cô chú chị. Dây là dây đôi ha. Đó thì lô này là 47 triệu là bên em bao ship á, thì tính ra có 15 triệu mấy trăm con cô chú chị. Tướng tá cấp mình. Đó mặt mày nè, chú chị coi nè. Đó tướng tá rất dai đòn không. Đó lực lắm, xương sóc nè. Đó chân móng sò, em nói ba con này thì xương sóc thì rất to luôn cô chú chị. Đó chân móng sò không ổ xe là xuống rung xuống ruột gì. Đó bà con nội mình xem tới xem lô cho kỹ đi. Đó còn cái con này, phong này, con này rất dày đòn luôn. Đó dàn đít của nó nè. Con này em lấy dàn đòn rất dài luôn cô chú chị. Đây dàn dai nè. Đó lưng nè. Quá. Đó tướng tá này cái dàn đòn hết biết con bò. Cái dàn đòn của nó luôn cô chú chị, xương sóc nè. Đó chân móng xương sóc nè. Đó cấp mình nè. Đó còn còn trời ơi đảo đâu lại hoài. Đây con này mặt mày tướng tá cấp mình. Đó pin lực thì khỏi nói luôn cô chú vậy. Đó pin lực thì khỏi nói luôn. Đó ba con là 47 triệu là bên em bao ship cho bà con mà tới nhà luôn, dùng 200 số ha. Thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Con nào nãy em nói dàn đít thì khỏi nói luôn. Đó cái dòng 3B thì dàn đít thì khỏi nói đi cô chú chị. Con này cái dàn đòn của nó nè. Đó chân móng sò không ổn xe là xuống rúng xuống ruột gì. Con này là pin lực lắm đó cô chú chị. Hay con này cái dàn dài của nó nè. Đó, con cái này. Đó, đứng này. Đây.
Đó, giờ anh đứng sửa tướng lại thấy không? Con này kiểu mẫu tướng tá thì rất đẹp luôn. Đó, chân móng nè. Đó thì hình ảnh về giá cả của lô đực 3B này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Thế để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh cặp đực lỡ ha. Đó thì kênh nói chung thì cái hàng bò lỡ thì nói chung thì hai con này nằm về hàng bò nhất nè cô chú chị. Đó nói chung thì chủ nhà người ta kẹt tiền đó nên người ta bán sớm ha. Thì bò này thì nói chung thì mới 15 16 tháng tuổi cô chú chị. Đó thì nói chung thì mấy con này thì hiện tại thì đang sức lớn của nó luôn nè. Đó bán cái giá thì em nó cũng như giá thịt luôn rồi cô chú chị ơi. Đó nhưng mà hai con này thì em nó vô cái hệ bò nhất. Đó con nào cũng lấy em nó dần đít dần dai dần đòn thì hết nói nổi luôn. Đó thì cặp đực lỡ này thì chủ nhà bán giá là 58 triệu. Đó 58 triệu là bao ship cho bà con tới nhà luôn, trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con nào sẽ ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Con nào cũng nói thì nó là hết biết luôn cô chú chị. Đó từ tướng tá dáng dốc cặp mình đít nở dai nở ha. Thì nói chung thì đó. Nói chung thì chủ nhà bán cặp bò này chủ nhà tiếc lắm cô chú chị. Đó em nói hai con này nuôi nó phát sao mà khỏi nói luôn. Thì cái con mé đầu tiên nè, con mé này nè. Đó con đầu tiên nè cô chú chị, con này thì chiều cao là 1m27 tới 29 bò. Đó 1m27 29 bò ha. Còn cái con bên kia thì 1m32 bò. Đó chiều cao là 1m32 bò. Nhưng mà hai con này em nói độ binh lực mới khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó từ tướng tái dáng móc dáng dốc chân móng thì mình không có phương nào chê luôn. Đây dàn đích tướng tá cấp mình mặt mày nè. Đó thì tính ra là một con 29 triệu cô chú chị, 29 triệu là bao ship nha. Bò thì nói chung thì 15 16 tháng tuổi rồi. Đó 15 16 tháng tuổi rồi cô chú chị, từ tướng tá dáng dốc chân móng nè. Nó dài đòn em nó hết biết luôn nè. Cái dàn đích dàn dài của nó hết nó nổi luôn. Đó bà con nào mình ưng đấy mình mua về mình nuôi thêm bò này nói chung thì về mình nuôi thêm chừng 5 6 tháng nữa cô chú chị. Đó còn ai muốn ngon nữa thì nuôi 7 8 tháng ha. Đó thì nói chung thì hiện tại nó cũng là 15 16 tháng tuổi rồi. Đây cái dàn đít của nó nè. Đó em nói dàn đít càng dai càng hết nó nổi luôn. Đó lưng hổng dính giữa luôn cô chú chị. Hết biết con bò luôn. Đây con nào cũng lấy dàn đít nè. Đó hiện tại đang xuất phát luôn. Đó bà con nào ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó thiệt ưng mình nó mua ha. Đó bò thì nói chung thì hiện tại thì cái lượng thịt cũng nó tầm khoảng tầm 6 tầm 7 bò hết trơn của chú chị. Nào mới hết biết luôn. Đó tại vì chủ nhà nói chung thì người ta kẹt tiền. Đó nên người ta bán bò lỡ ha. Đó bà con nào ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Thiệt ưng mình nó mua ha. Mặt bài con nào không thấy nè. Ê! Không lấy em nó cái dạng ú hết biết luôn. Đây mặt mày nè. Đây, cái lưng con mình con cái lưng con nào cũng lấy nè. Đó cái dần dai dần lưng nè cô chú chị. Em nói cái dần dai dần lưng hết biết không. Đây nè dai nè. Hai con em lấy như nhau luôn. Đó con này thì nói chung thì dư con chia khoảng chấm mấy hai chấm bò. Đây mà con nào cũng lấy cái dần dai dần cổ hết cổ nấu luôn. Đó không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đây phần chân trước nè. Đó rúng miếm nè, chân sau nè. Đó còn con bên kia chân móng nè. Con nào mấy em nó chân móng thì rất khéo luôn cô chú chị. Đây chân móng xương sóc nè. Đó tướng tá cấp mình nè cô chú chị coi nè. Đó 58 triệu là bên em bao ship ha. Thì bà con nào ưng mình xem tới xem luôn cho kỹ đi. Đó thiệt ưng mình mua ha. Con nào mấy em nó có độ pin lực thì khỏi nói đi. Đó dần dai dần đít nè. Đó dần dai dần đít nè cô chú chị. Hết biết con bò không. Nó hổng dính lưng, nó hổng dính giữa luôn cô chú chị thấy không. Hết nó nổi không. Nó cái dàn đòn của nó nè. Con nào mấy em nó cái dàn đòn cô chú chị. Đó dàn khổ nè. Mấy con này toàn là vô toàn mấy con bò thế không cô chú chị. Đó bò toàn là bò thế không. Từ tướng đá gián dốc cấp mình nha. Rồi đít nè. Con nào mấy em hết biết không. Đó 58 triệu là bên em bao ship cho bà con tới nhà luôn. Đó bà con nào ưng mình tua tới tua lui xem cho kỹ đi. Mình cái dàn đít của nó nè. Hai con bò nhìn cái không có phương nào mà chê hai bò này luôn cô chú chị. Từ tướng tái dáng dốc cấp mình nè. Đó bà con mình ưng thì mua về mình nuôi thêm khúc nữa ha.
thì nói chung thì cái khúc này là khúc đang phát luôn cô chú chị. Hai con bò này nói chung là khúc này khúc đang phát luôn nè. Đó, từ tướng ta dán dốc cấp mình, hai con này thì vô hệ bộ nhất rồi. Đó, dùng đích nè. Con nào lấy mấy cái dàn dai khỏi nấu đi. Nè, cái dàn dai dàn lưng của nó nè, coi nè. Đó, thấy không? Đó thì hình ảnh và giá cả của cặp thịt lõi này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Cô chú chị nào thấy ăn cặp thịt này cứ liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, thì nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, giá là 58 triệu là bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.